Đây cái bánh nó mất tiêu rồi, rồi nó bị rớt mất cái bánh rồi, thôi kệ bỏ. Đây chiếc xe hôm bữa của mình đây. Bỏ vô hũ luôn nha các bạn. Bỏ vô hũ nha. Rồi bỏ vô đây luôn các bạn ơi. Rồi đi. Rồi chiếc xe cẩu này vô trong đây luôn nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi ra bãi đầm lầy này để mình đi kiếm đồ chơi. Hôm bữa mình bị rớt nha các bạn. Hôm bữa mình đi ra đây chơi xong rồi trời mưa cái xong rồi là mình chạy về, mình để đồ chơi ở đây rất là nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm nha. Mình sẽ đem theo cái xô này mình nhặt nha các bạn. Cái đồ chơi của mình hôm bữa đâu? Đây, đây nè các bạn ơi. Đây, đây, đây để xem bữa mình đang chơi cái trời mưa này các bạn. Rồi đó. Mình sẽ lấy bỏ vô cái xô này của mình nha. Rồi. Kia. Wow, đây. Wow. Một chiếc xe của mình đây nữa nè. Trời ơi, mưa nó bị trôi ở đây luôn. Wow. Mình lấy bên này mình đựng nha. Cái xe này cái bánh nó mất tiêu rồi. Rồi, nó bị rớt mất cái bánh rồi. Thôi kệ, bỏ đây luôn các bạn ơi. Rồi, mình đi kiếm tiếp nha. Đâu rồi. Ê, nè các bạn ơi. Wow. Đây chiếc xe hôm bữa của mình đây. In. Đó, bỏ vô thủng luôn nha các bạn. Rồi mình đi kiếm tiếp nào. In. Kìa các bạn. Đó, đây in chiếc xe nhỏ này của mình nè. Đó, bữa mình chơi xong rồi trời mưa cái mình chạy về. Trời ơi, bây giờ hả? Mình ra mình lấy lại. Ô, nó rất là đẹp mới các bạn ơi. Hình như mưa đầm cho nó hết bị dơ. Bữa nó dơ lắm các bạn ơi. Rồi, đi tiếp nào. Đây. Wow. Chiếc xe trộn bê tông của mình nè các bạn ơi. Wow. Chiếc xe trộn bê tông của mình nó đẹp không các bạn? Wow. Hôm bữa chơi nó bị rớt đây nè các bạn. Rồi, mình để đây nha. Rồi mình đi kiếm tiếp. Rồi mình đi kiếm tiếp các bạn ơi. Ê. Cái gì đây? Đây chiếc xe của mình nè các bạn. Wow. Chiếc xe. Rồi. Bỏ vô hũ nha. Ê, ở đây có gì đây? Một cái hộp quẹt bị hư các bạn ơi. Cái hộp quẹt bị hư rồi hả? Thôi, dục rác đi nha các bạn, dục rác đi. Bạn này bị gì đây? Đây. Một chiếc xe này là xe trộn bê tông nha các bạn. Xe trộn bê tông này nó bị nhõng be lên luôn, lấy luôn các bạn ơi. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi bỏ vô đây luôn các bạn ơi. Rồi đi. Wow, nè. Wow. Một chiếc xe cẩu các bạn ơi. Wow. Xe cẩu nè, đó, đẹp quá các bạn. Wow. Rồi, cho chiếc xe cẩu này vô trong đây luôn nha các bạn. Rồi mình đi kiếm tiếp nào. Kìa. Nè. Một chiếc xe này bị ngã ở đây. Nè. Rồi. Bây giờ mình giải cứu bạn nha. Mình đã quay lại đây rồi nè. Mình đã quay lại đây và đem các bạn về rửa vệ sinh cho sạch nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Wow, nè, đó. Chiếc xe trộn bê tông của mình nè các bạn. Wow, đó, đẹp không các bạn? Đó, xe trộn bê tông của mình nha, đó, đẹp chưa? Wow, rồi, mình cho vô luôn rồi mình đi tiếp nào. Đây. Chiếc xe gì đây? Xe này là xe in đẩy cát. In. Oh, wow. Dơ quá, rửa cho sạch nha. Wow. Đẹp không các bạn? Rồi, mình sẽ cho vô hũ nha. Rồi, đi tiếp nào, đi kiếm tiếp nào. Ý kìa bạn ơi. Wow. Một chiếc xe múc cát múc đất nha. Wow, bự quá các bạn ơi. Wow.
Trời ơi, không biết làm sao mà nó chạy lên trên này luôn các bạn. Trời ơi, nó lại chạy lên trên núi luôn hả? Trời ơi. Rồi xong, đem bạn về nha. Kìa các bạn ơi. Wow. Bạn sẽ trộn bê tông nè. Hello. Sẽ trộn bê tông đẹp các bạn. Wow. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Cho vô nè. Đi kiếm tiếp nào. Đây nè. Wow. Đây là chiếc xe chở cát nha các bạn. Rồi, mình sẽ đưa bạn về nha, vệ sinh cho bạn nha. Rồi, vô đây. Có một chiếc xe. Wow. Xe cứu hỏa các bạn ơi. Trời ơi, xe cứu hỏa này có số hiệu là bao nhiêu đây? 119 nha các bạn. Ôi. Rồi, mình lấy bạn luôn. Bỏ bạn vô đây. Có một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Wow. Xe trộn bê tông này đang ở dưới nước. Xe trộn bê tông đang dưới nước nè các bạn. Mình sẽ lấy bạn này về luôn. Trời mưa cho dạt các bạn ra múc ngoài này luôn hả? Xe trộn bê tông các bạn ơi, xoay đó. Rồi cho bạn vô đây luôn. Ê các bạn ơi. Một chiếc xe cảnh sát nè, đang bị sóng đánh dập dìu các bạn ơi. Cứu bạn nó lên đi nào, vớt bạn nó lên. Rồi, hello, bạn có khỏe không? Rồi, bạn rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ bạn hãy vào trong này đi nha. Các bạn ơi. Một cái xe múc đất nè các bạn. Hello. Lâu ngày rồi, bạn ở đây có khỏe không? Rồi, xe múc đất nha các bạn. Quá đẹp luôn. Rồi, cho bạn vô hũ luôn nè. Xe gì đấy các bạn ơi? Wow, Captain America. Wow. Đẹp quá. Xe siêu nhân các bạn ơi, quá đẹp luôn, siêu anh hùng á. Wow, xe siêu anh hùng nha, đẹp lắm nha. Rồi mình sẽ đưa bạn về luôn. Ê các bạn ơi. Wow. Dưới nước có. Giờ quá. Đây là chiếc xe cẩu nha các bạn. Xe cẩu này là xe cẩu múc đất. Rồi. Ê trời ơi, chiếc xe này quá nhỏ, bị chìm dưới nước luôn. Chiếc xe múc đất bị chìm dưới nước. Cứu bạn lên. Wow, bạn quá nhỏ bé. Rồi cho bạn vô đây luôn. Ê một chiếc xe siêu anh hùng nữa các bạn ơi. Wow, xe siêu anh hùng Iron Man. Wow, đây một chiếc xe siêu anh hùng Iron Man. Wow, siêu anh hùng Iron Man nha các bạn. Rồi. Wow, quá đẹp luôn. Rồi mình đi kiếm coi còn không nha các bạn. Quá trời luôn. Chắc là hết rồi các bạn ơi. Ở cái bãi sình lầy này chắc là hết rồi. Thôi mình đem những bạn này đi về rửa vệ sinh cho sạch nha các bạn. Đi.